Xin chào tất cả các cô chú anh chị dì cậu mợ và các đồng chí cùng các học viên thân mến. Thì hôm nay thì các bạn thấy tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xung quanh cái này ha, cái hộp này nè. Đầu tiên là cầm lên các bạn cũng chẳng biết là cái gì. Rồi giới thiệu sơ cho các bạn luôn, đây là một cái túi khí. Cái túi khí này là nó có ở trên xe hơi á, trên ô tô á. Khi chúng ta thấy những chiếc xe va chạm vào thì túi khí này nó sẽ nổ ra. Có nhiều bạn thắc mắc tại sao nó nổ kịp khi mà mình va chạm. Nhiều khi mình đụng xe một cái là nó bị giật một cái, là cái đầu của mình nó sẽ đập vào vô lăng, thì làm sao nổ kịp. Thì xin thưa với các bạn, ở đây là hai cái chui này nè, là hai cái chui cấp điện để kích hoạt cái thuốc nổ ở trong đây. Thuốc nổ đó nó sẽ làm giống như là một cái viên đạn gì đó, nó cực kỳ nhanh, nó bay ra rất là nhanh, trong tích tắc khoảng vài giây thôi là nó sẽ bung cái túi khí, có nghĩa là nó sẽ kích hoạt bằng thuốc nổ, sẽ bung ra, sẽ tạo cái một cái phản ứng là khí nitơ nó sẽ phụt ra, hoặc là một số cái hợp chất mà làm sao cho nó nhanh. Tùy theo cái công nghệ của Nhật, Đức, Ý hay là Mỹ, Đài Loan thì người ta sẽ làm cái công nghệ của người ta, nhưng mà riêng ở đây đó là những cái công nghệ của Đức, công nghệ của Đức gắn trên xe hơi là cái túi khí này. Các bạn nhìn tổng quan ha, thì nó bật cái chỗ này này nha, bung ra, bùm cái là bung ra liền khi chúng ta va chạm. Thì ở cái dây điện này nè, nó sẽ đi ra một cái bộ trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển đó nó sẽ đi ra những cái cảm biến. Cảm biến đó là sẽ tác động đủ lực, hoặc là có hãng nó sẽ kết hợp với cái dây đai đó, cái dây an toàn seat belt đó. Rồi các bạn nhìn thấy túi khí nó nằm ở đâu nè. Đây là cái túi khí này các bạn thấy ha. Trên xe các bạn nhìn thấy chữ airbag này nè là túi khí nha. Rồi nó nằm ở dưới đây. Mình gắn vào dưới đây. Rồi khi nó nổ ra nó bật cái đó lên. Hai bên, bên tài xế có một cái ngay chỗ bu lăng á. Cái bu lăng. Rồi bên đây ở sau hai cái. Ở bên trước bốn cái. Thường thì xe Đức á thì nó sẽ có bốn cái. Đối với Mercedes thì các bạn thấy nè. Ở đây một cái nè, tự động nó bục ra nè. Rồi trên ba lăng cái ha. Rồi bên đây một cái để bảo vệ hai bên, tài xế được an toàn. Để chữ airbag á, hay là để cái SCR đó. Đây cũng vậy ha. Rồi bên hông của chiếc BMW này cũng vậy. Nó cũng để bên đây, nó cũng có cái chữ này là các bạn theo nhìn thấy túi khí. Thì theo quy định bây giờ quốc tế là trên xe ô tô được phải gắn túi khí để bảo vệ an toàn cho người lái cũng như hành khách. Còn riêng những chiếc xe như chiếc xe Mercedes năm 1954 đến 1957 này các bạn biết không? Ngày xưa nó cũng làm có túi khí nữa, nhưng mà cái túi khí của nó nghiên cứu theo cái kiểu khác các bạn. Có nghĩa là nó không nhanh hơn. Bây giờ thì nó nhanh hơn và tốc độ hơn. Mục đích bảo vệ con người khi va chạm ở mức độ nguy hiểm đều giống nhau, nhưng cái cơ cấu mà công nghệ đều khác nhau ở mỗi quốc gia và mỗi cái nền tinh tiến của mỗi hãng. Rồi nó hoạt động như thế nào thì các bạn nhìn thấy hình vẽ nè. Cái mũi tên màu vàng đó sẽ kích động cái lò xo, hoặc là cái cảm biến đó sẽ làm cái thuốc nổ nó nổ lên và nó bơm khí vào trong cái túi khí. Khi chúng ta va chạm mạnh thì túi khí sẽ bảo vệ tài xế khỏi bị đập đầu trong va lăng. Các bạn thấy không? Mô phỏng. Rõ ràng là các bạn cũng đã thấy là bên tài phụ hoặc là người ngồi sau, túi khí cũng vẫn hoạt động. Thì cái cảm biến được kết nối với dây an toàn tại cái dây seat belt đó, hoặc là cái cảm biến ở trước, thì khi đó túi khí nó sẽ bật ra. Đương nhiên cũng một số cái túi khí nó không bật ra là do vấn đề nó bị lỗi hoặc là cái công nghệ nó còn thấp. Nhưng theo mình thì phải kết hợp với dây an toàn là chất lượng nhất và an toàn nhất. Bởi vì dây an toàn nó sẽ làm cảm biến cho cái bộ nổ thì nó là hay nhất. Bởi vậy các hãng BMW như Mercedes và những cái siêu xe đó là kết hợp với cái dây an toàn không à. Nó không có nổ tầm bậy. Như chiếc xe Mercedes này ha các bạn ha. Bây giờ mình mở ra mình xem nó có bao nhiêu túi khí trong đó. Rồi, đầu tiên là trên bắt đài này ha, các bạn thấy không? Có một cái túi khí nó để chữ S airbag này ha. Khi mà va chạm mạnh á, đủ cái lượng mà nguy hiểm á sẽ hoạt động với khoảng cỡ ba mấy 40 cây số trên một giờ là bắt đầu, khi mà va chạm dưới hai cái lực lại á thì nó đủ mạnh để nó bật cái này ra. Và tài xế không phải đập cái đầu từ đây vào đây. Là do vấn đề là túi khí nó sẽ đẩy ra. Bởi vì khi mà các bạn mà ở trên xe, các bạn đừng có để những cái vật dụng ở trên này ha, trên này nè. Khi có túi khí là nó bật ra là cái nó bay những cái thiết bị đồ của các bạn vô trong mặt, nó rất là nguy hiểm. Gắn túi khí nó có lợi thật nhưng mà nhiều khi nó có hại khi mà mình không biết ha. Rồi những cái như thế này là mình cũng đừng nên treo nha các bạn ha. Túi khí ra thì cái này nó đập vô trong, nó ghim vô trong cái mặt của mình.
Rồi có một số hãng xe thì nó cái chỗ này nè, à, khi mà người ta không thắt dây an toàn nha, thì động túi khí nó vẫn nó có cảm biến vẫn thổi túi khí ra đây. Nhưng mà có một số hãng như chẳng hạn như BMW với Mercedes thì hầu như là các bạn đeo dây an toàn vô nó mới hoạt động. Còn nếu các bạn không đeo dây an toàn, dù cho va chạm cách mấy đi nữa, cái đầu của bạn cũng đập vào ba lăng, nó không an toàn. Có nghĩa là túi khí nó không kịp, nó không kịp cái quán tính mà cái đầu mình đập vào trong ba lăng. Bởi vậy khi chúng ta lên xe rồi phải đeo dây an toàn. Thì từ ngay chỗ cái dây an toàn nó sẽ có một cái cảm biến ở chỗ đó, nó chắc chắn hơn. Như vậy thì các bạn mà lên xe hơi thì các bạn hãy đeo dây an toàn vào, chắc ăn nha. Phải làm một cái văn hóa đó là đeo an toàn, để nó mới bảo vệ mạng sống của mình bằng cái túi khí nha các bạn. Khi va chạm, túi khí sẽ bật ra. Đương nhiên có những trường hợp ngoại lệ là những vụ tai nạn mà thảm khốc xảy ra mà không nổ túi khí. Là các bạn thấy những vụ tai nạn chẳng hạn như thế này, nó không có dính tới cảm biến ở trước mà nó dính tới dây an toàn. Bởi vậy nhắn nhủ với các bạn rằng khi lên xe là phải thắt dây an toàn, đó là văn hóa giao thông. Nếu mà các bạn lên xe không có đeo dây an toàn, không thắt dây an toàn, thì khi mà bị va chạm mạnh á, thì cái quán tính mình sẽ đập đầu vào trong cái ca lăng hoặc là bên trên trước tiên, rồi cái túi khí nó mới nhảy. Có nghĩa là nó nhảy sau chứ không phải nhảy trước như ban đầu nữa. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Có nghĩa là khi các bạn đeo dây xích beo vào thì nó sẽ gịch một cái là nó sẽ giảm cái tốc độ quán tính của bạn đập.